Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Bạc Liêu. Hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 6 năm 2018, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau. Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiểm tra công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm tại thị xã Giá Rai. Khai mạc chấm giải các tác phẩm tham dự liên quan nghiệp vụ phát thanh và truyền hình khu vực Nam Sông Hậu, sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động trước hội nghị sơ kết công tác phát thanh và truyền hình khu vực Nam Sông Hậu. Hiệu quả bước đầu trong triển khai thực hiện dự án trồng rừng chắn sóng, ngăn nước biển xâm thực và ghe bồi tạo bãi ven biển Bạc Liêu. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị học tập triển khai thực hiện nghị quyết số 07 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tham gia học tập nghị quyết có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở và toàn thể cán bộ đảng viên khối cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. Căn cứ những nội dung cơ bản của nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung trọng tâm như triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm an ninh trật tự trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, đẩy mạnh đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng lực lượng biên phòng tỉnh trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, tăng cường lãnh đạo chỉ huy và phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong đảm bảo an ninh trật tự. Nằm trong chuỗi hoạt động của sự kiện hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của cụm thi đua số 9 các đài phát thanh truyền hình Nam Sông Hậu và liên quan nghiệp vụ phát thanh truyền hình, sáng nay đài phát thanh truyền hình tỉnh Bạc Liêu chủ trì cuộc họp với ban giám khảo và khai mạc chấm giải các tác phẩm tham dự liên quan nghiệp vụ phát thanh truyền hình khu vực Nam Sông Hậu. Đây cũng là sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động diễn ra hội nghị sơ kết công tác phát thanh và truyền hình khu vực Nam Sông Hậu và hướng đến chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2018. Cụm thi đua số 9 các đài phát thanh và truyền hình Nam Sông Hậu gồm đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng, trong đó đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu giữ vai trò cụm trưởng. Liên quan nghiệp vụ lần này thu hút gần 70 tác phẩm dự thi ở hai loại hình báo chí là phát thanh và truyền hình, ở các thể loại như phóng sự, phỏng vấn, phim tài liệu, câu chuyện truyền thanh và chương trình tiếng Khmer. Theo đánh giá của ban tổ chức, tác phẩm của các đơn vị gửi đến dự thi lần này đúng thời gian, đạt yêu cầu về số lượng, đúng tiêu chí thể loại. Về nội dung, đề tài cũng khá phong phú, phản ánh về những thành tựu trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương trong khu vực Nam Sông Hậu. Cùng với đó là các tác phẩm phản ánh về những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc họp giữa ban tổ chức với ban giám khảo cũng như tiến hành khai mạc chấm giải liên quan nghiệp vụ là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện sẽ diễn ra tại hội nghị sơ kết cụm thi đua số 9 các đài phát thanh truyền hình cụm Nam Sông Hậu. Tiếp đó sẽ có các hoạt động sẽ diễn ra như giao lưu thi đấu các trò chơi dân gian truyền thống, đoàn thanh niên các đài phát thanh truyền hình cụm Nam Sông Hậu đến thăm di tích lịch sử khu căn cứ tỉnh ủy Bạc Liêu ở xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân, tổ chức trao tặng phương tiện sản xuất cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học. Các hoạt động tại hội nghị sơ kết cụm thi đua số 9 các đài phát thanh truyền hình Nam Sông Hậu do đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu đăng cai tổ chức sẽ diễn ra đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2018. Thực hiện nghị quyết 04 năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng thị trấn trở thành đô thị loại 4, đến nay thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, kinh tế tăng trưởng khá với mức tăng trưởng trung bình 7% một năm, đời sống của nhân dân ngày càng nâng lên, kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh. Để giúp thị trấn Hòa Bình tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện và để nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn lại, sáng nay ông Nguyễn Quy Dũng, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn. Hiện tại thị trấn Hòa Bình đã đạt được 55 trên 59 tiêu chí đô thị loại 4, còn lại 4 tiêu chí chưa đạt, gồm dân số toàn đô thị, tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý, số nhà tang lễ khu vực nội thị và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị. Trong đó, tiêu chí dân số toàn đô thị và tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý là khó thực hiện nhất. Nguyên nhân là do dân số nội thị theo quy định phải 50.000 người, mà thị trấn mới có gần 28.000 người, và nước thải sinh hoạt của hộ dân chủ yếu là thải ra môi trường chứ chưa qua xử lý. Mặt khác, công tác tuyên truyền vận động nhân dân cùng nhau thực hiện xây dựng thị trấn trở thành đô thị loại 4 còn hạn chế. Các ngành chuyên môn cấp huyện chưa xác định nhiệm vụ cụ thể của ngành mình nên đôi lúc chỉ đạo còn lơ là.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quy Dũng, Bí thư huyện ủy Hòa Bình đề nghị các ban ngành đoàn thể của huyện tập trung giúp thị trấn Hòa Bình rà soát cụ thể các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí chưa đạt để phối hợp với thị trấn tìm ra giải pháp thực hiện. Đối với thị trấn Hòa Bình, phải tập trung quyết liệt vào công tác tuyên truyền bằng các hình thức đến người dân về việc xây dựng thị trấn trở thành đô thị loại 4. Việc xây dựng kết cấu hạ tầng dựa vào lực là chính, không trông chờ vào sự hỗ trợ của huyện. Ông Phan Hùng Diệt, Bí thư huyện ủy Đông Hải, cùng tổ khảo sát của huyện ủy vừa có buổi làm việc với xã Long Điền Tây kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2018 và thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, xã Long Điền Tây đã thực hiện được một chỉ tiêu đạt 100%, một chỉ tiêu đạt 82%, 3 chỉ tiêu đạt trên 50% và 9 chỉ tiêu đang phấn đấu thực hiện. Đối với kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, xã thực hiện đạt và vượt 8 chỉ tiêu, một chỉ tiêu đạt trên 50%, một chỉ tiêu đạt 40%, một chỉ tiêu đang thực hiện và một chỉ tiêu không đạt. Hiện xã còn gặp một số khó khăn tồn tại ở một số lĩnh vực như công tác tuyển quân, xử lý lấn chiếm hành lang lộ giới, tranh chấp đất đai, lấn chiếm hành lang đê biển, tình trạng nợ ngân hàng chính sách xã hội và tệ nạn xã hội. Trên cơ sở phân tích thuận lợi khó khăn của xã, ông Phan Hùng Diệt, Bí thư huyện ủy Đông Hải, đề nghị xã Long Điền Tây tập trung làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, nhất là mô hình nuôi tôm sinh thái, nuôi tôm rừng và nuôi tôm công nghệ cao, tăng cường thu hút đầu tư và xây dựng mối liên kết bốn nhà trong sản xuất kinh tế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đề ra các giải pháp thực hiện công tác thu hồi nợ để giảm tỷ lệ nợ xấu, lãi động, tăng cường phòng chống dịch bệnh trên người và cây trồng vật nuôi. Hôm qua 12 tháng 6, đoàn cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh do bà Phan Thị Sang, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm tại thị xã Giá Rai. Qua kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm, công tác hội và phong trào phụ nữ của thị xã Giá Rai có nhiều chuyển biến tích cực. Hình thức, nội dung hoạt động không ngừng được đổi mới phong phú đa dạng, đã thu hút ngày càng đông đảo phụ nữ tham gia vào tổ chức hội. Thông qua các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, các cấp hội đã phát triển mới được hơn 1.400 hội viên, nâng tổng số toàn thị xã có trên 11.550 hội viên. Vận động hỗ trợ được 3 căn nhà tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng. Các cấp hội kết hợp với các ngành có liên quan cùng cấp đã tham gia hòa giải thành 18 vụ tranh chấp trong nhân dân, có hơn 100 chị đăng ký các công trình phần việc làm theo Bác. Bên cạnh đó, các cấp hội còn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn cũng lưu ý một số nội dung quan trọng mà các cấp hội phụ nữ trong thị xã cần quan tâm thực hiện thời gian tới. Đó là trong xây dựng kế hoạch thực hiện 6 tháng còn lại năm 2018, phải chú trọng đến công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ từ nguồn quỹ vì người nghèo của Trung ương hội theo quy định. Tiếp tục phát động cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ đăng ký thực hiện mô hình 503 sạch gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2018 và chào mừng Đại hội 10 Công đoàn tỉnh Bạc Liêu sắp diễn ra. Hôm qua ngày 12 tháng 6, Liên đoàn Lao động huyện Hồng Dân tổ chức lễ bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho anh Lê Giang Chặt, đoàn viên công đoàn cơ sở Trung tâm Dịch vụ đô thị huyện. Căn nhà xây dựng theo thiết kế nhà cấp 4 trị giá khoảng 100 triệu đồng, trong đó quỹ máy ấm công đoàn hỗ trợ 30 triệu đồng, số tiền còn lại gia đình góp thêm. Được ở trong ngôi nhà mới, anh Lê Giang Chặt rất vui mừng. Anh đã bày tỏ lòng biết ơn đến tổ chức công đoàn cũng như lãnh đạo đơn vị đã chung tay giúp gia đình anh có được căn nhà kiên cố để ở. Anh hứa quyết tâm khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Hồng Dân đã hỗ trợ xây dựng hoàn thành 2 căn nhà máy ấm công đoàn trao tặng cho công đoàn viên. Ngoài ra còn giải ngân quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo cho 54 công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Qua đó giúp nhiều gia đình công đoàn viên có điều kiện đầu tư vào sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao mức sống gia đình. Huyện Phước Long có 2 trường trung học phổ thông, gồm Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, Trung học phổ thông Trần Văn Bảy và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên. Hiện nay các trường đang tập trung cao điểm cho tuần cuối cùng ôn tập hệ thống kiến thức cho học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Trong kỳ thi này, huyện Phước Long có 638 thí sinh đăng ký dự thi, tương ứng với 28 phòng thi. Trong đó, trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt có 421 thí sinh, Trung học phổ thông Trần Văn Bảy có 192 thí sinh và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện có 25 thí sinh. Là đơn vị được Hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia tỉnh Bạc Liêu, cụm thi số 61,
chọn làm điểm tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia cho các thí sinh trên địa bàn huyện Phước Long thuộc điểm thi số 11. Đến thời điểm này, mọi công việc cho các ngày diễn ra kỳ thi đang được trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt chuẩn bị một cách khẩn trương và khá chu đáo. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, nhà trường đã tiến hành rà soát lại tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất, bàn ghế, ánh sáng, rồi vấn đề phòng cháy chữa cháy, rồi các điều kiện khác. Nói chung là cơ bản đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi. Những công việc còn lại như tiếp tục coi như là chỉ đạo cho các học sinh làm công tác vệ sinh xung quanh trường, rồi tiếp tục coi như là liên hệ với ban quản lý dự án tỉnh để nâng cấp cái cơ sở vật chất, nhất là cái khu vệ sinh và cái hệ thống phòng cháy chữa cháy. Các cái công việc chuẩn bị chắc sẽ hoàn tất trước khi kỳ thi diễn ra. Còn riêng việc ôn tập cho các em thí sinh thì đến nay là những giai đoạn cuối, tuần cuối. Cho nên nhà trường nói chung là tiếp tục coi như là cho học sinh ôn luyện giải đề thi. Bên cạnh đó thì cũng tổ chức cho các em ngoại khóa để tạo cái không khí thoải mái, vui tươi cho các em. Đặc biệt là lưu ý với các em những vấn đề các em thường mắc phải trong quá trình thi để các em rút kinh nghiệm. Đồng thời cũng nhắc nhở các em có cái lịch học tập, rồi giữ gìn sức khỏe, ăn uống để đảm bảo sức khỏe tốt để các em bước vào kỳ thi. Theo kế hoạch, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay diễn ra trong các ngày 25, 26 và 27 tháng 6 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 sắp diễn ra. Vào thời điểm diễn ra kỳ thi, số lượng thí sinh cũng như phụ huynh sẽ tập trung về các điểm thi rất lớn. Do đó, bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, điện nước, thì vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm thi cũng rất quan trọng. Để chủ động kiểm soát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và chống ngộ độc thực phẩm trong thời điểm diễn ra kỳ thi, giúp các thí sinh có đủ sức khỏe hoàn thành kỳ thi tốt nhất, ngành y tế tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng kế hoạch cụ thể trong tổ chức thực hiện. Đối với ngành y tế thì có mấy việc để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Cái thứ nhất là cử bác sĩ để tham gia cấp cứu điều trị 14 cái điểm thi này để cho nó tốt. Nhất là bác sĩ phải có kinh nghiệm vấn đề cấp cứu. Cái thứ hai là cái hoạt động mà kiểm tra vệ sinh môi trường rồi dịch bệnh. Bị báo với các đồng chí là hiện nay ngành y tế cũng rất thích hợp. Ngày xưa là tôi phải một điểm thi cử phải hai người, là trung tâm y tế riêng rồi bệnh viện riêng. Ở đây là năm 2017 tôi đã ghép bệnh viện với trung tâm y tế rồi, thì thành ra một, chỉ cần cử một bác sĩ có kinh nghiệm về vấn đề lĩnh vực điều trị và về vấn đề dự phòng, về dự phòng để nó lo tất tật cái chuyện này. Đó, cái thứ hai là phải đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm, thì ngành y tế chỉ đạo cho chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm lập kế hoạch để tổ chức kiểm tra trước, trong và sau cái kỳ thi này, làm sao mà tất cả cái các nơi mà các em nghỉ ngơi rồi ăn uống, rồi những nơi mà mấy em ăn tại lại, đặc biệt là cái quán gần các cái điểm thi thì phải xây cái này để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian sắp tới. Trên cơ sở này thì Sở Y tế đã có văn bản và là cái kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, sẽ tổ chức triển khai thực hiện cái kế hoạch này cho toàn ngành để thực hiện cho nó tốt trong thời gian sắp tới. Nhân đây cũng khuyên bà con, nhất là lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái này là cái, tôi nói cái này là một cái cuộc đời của các em đó, học 12 năm, chỉ 1-2 ngày thi tốt nghiệp thôi, nhỡ mấy em nó bệnh thì phải trễ đi một năm. Mà trễ đi một năm thì rất khó. Hoặc là trường hợp đặc biệt thì Sở Y tế, nhưng mà trước mắt là cái người bán phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Rồi xử phạt, đó có luật xử phạt cụ thể. Cho nên khuyên các nơi quán ăn mà gần các cái điểm thi á, thì nên lưu ý vấn đề này để khỏi phải chấp hại, làm sao đảm bảo cái an toàn cho các em nó thi thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn,
Những năm qua, những tiêu cực phát sinh từ biến đổi khí hậu như triều cường, sóng lớn, sạt lở đất, nước biển xâm thực đã liên tục xảy ra, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của các hộ dân khu vực ven biển của tỉnh. Mặc dù mỗi năm tỉnh đã chi hàng chục tỷ đồng để làm đê kè chắn sóng, thế nhưng qua đánh giá của ngành chức năng, đó cũng chỉ là giải pháp ứng phó cấp bách và rất tốn kém, trong khi ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp. Gần đây, với sự hỗ trợ của các bộ ngành trung ương, Bạc Liêu đã triển khai thực hiện dự án được cho là khá thích ứng với thực trạng biến đổi khí hậu hiện nay. Đó chính là dự án trồng rừng chắn sóng, ngăn nước biển xâm thực và gây bồi tạo bãi. Dự án này bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh cụ thể hơn thực tế này. Theo nhận định của các nhà khoa học, tỉnh Bạc Liêu là một trong những tỉnh sẽ chịu tác động và bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Thực tế cho thấy, với 56 km chiều dài bờ biển, những năm qua, khu vực ven biển của tỉnh xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, triều cường, sóng to, làm hư hại các công trình hạ tầng và gây xáo trộn cuộc sống của người dân tại các khu dân cư ven biển. Chỉ tính riêng trong năm 2017, tại nhiều đoạn đê và cửa sông ven biển của tỉnh đã xảy ra nhiều vụ sạt lở, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Cùng với đó, những năm qua ở một số khu vực xung yếu ven biển của tỉnh, mỗi năm bị nước biển xâm thực vào đất liền từ 30 đến 40 mét. Để ứng phó với thực trạng trên, tỉnh đã phải chi hàng trăm tỷ đồng để xây dựng đê kè ven biển. Tuy vậy, với chiều dài toàn tuyến hơn 56 km bờ biển thì không thể có nguồn kinh phí nào đáp ứng cho việc đầu tư. Vì vậy, tỉnh chủ yếu ưu tiên tập trung đầu tư ở những điểm xung yếu nhất. Và đến nay, Bạc Liêu chỉ mới có hơn 1 km được đầu tư và gia cố hàng năm. Sau khi lấy ý kiến từ các nhà khoa học và sự ủng hộ của các bộ ngành trung ương, Bạc Liêu đã chọn một giải pháp được xem là phù hợp với quy luật tự nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay, đó chính là dự án trồng rừng, che chắn sóng gió và giữ đất ven biển. Theo đó, năm 2015, tỉnh đã triển khai thực hiện 3 dự án gây bồi tạo bãi và trồng rừng với diện tích hàng trăm hecta ở khu vực ven biển thuộc địa bàn thành phố Bạc Liêu, huyện Hòa Bình và huyện Đông Hải. Với hình thức là dùng cây thuồng luồng già, một loại cây thuộc họ tre nứa, để cắm cọc làm rào chắn cố định nhằm làm giảm áp lực sóng mỗi khi triều cường để gây thêm bồi tạo bãi, và sau đó là trồng rừng bên trong hàng rào cọc cây thuồng luồng. Qua một thời gian triển khai dự án trên, hàng loạt vạt rừng trồng mới với loài cây mắm đã thực sự phát triển xanh tốt, đất bãi bồi đã tiếp tục được bồi ra xa hơn. Đối với dự án phát triển rừng Bạc Liêu thì như chúng tôi đánh giá là cây trồng là sinh trưởng phát triển là tương đối là tốt. Chúng tôi cũng đang đấu mối với lại tỉnh và xin phép với các bộ ngành trung ương để tiếp tục là triển khai một số cái dự án để trồng rừng mở rộng cái diện tích rừng ở Bạc Liêu để đảm bảo cái hiệu quả về giảm sóng và gây bồi tạo bãi. Thực tế đã chứng minh hàng chục hecta rừng phòng hộ xung yếu ven biển của tỉnh cùng với 3 dự án trồng rừng giờ đây đã phát huy được hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, rừng đã mang lại lợi ích kép, đó là rừng không chỉ được bảo vệ xanh tốt, đất ven biển không bị nước biển xâm thực mà còn tạo được bãi bồi. Cùng với đó, nguồn lợi thủy sản tự nhiên dưới tán rừng và khu vực bãi bồi ven biển dồi dào hơn trước. Mắm thì bây giờ năm nay nữa là 2 năm 2 năm mấy rồi, bây giờ thật sự mới nói là mắm rất tốt. Phát triển rất đẹp luôn, xanh đàng hoàng, nghĩa là bãi thì nó vẫn bồi ra hoài luôn, thiên nhiên vẫn có tạo ra hoài luôn vậy đó. Mình mà nhờ cái bờ kè chắn sóng nó gửi thêm sình vô nữa, nó bồi bên bãi lên thêm. Theo người dân ta là yêu cầu trồng rừng là ta mừng. Lý do biết sao mừng không? Mình chắn bờ kè, cua, tôm nó vô đó, núp trong đó. Mỗi một ngày nhầm người có khi có triệu bạc hoặc là 500-700 ngàn bình thường nhỏ đó. Bà con ta trồng rừng là ta mừng dữ lắm. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua, để ứng phó với biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng gay gắt, bên cạnh giải pháp trước mắt là gia cố xây dựng đê kè cứng tại các điểm xung yếu, thì giải pháp công trình mềm, trồng rừng gây bồi tạo bãi luôn được xem là giải pháp ưu tiên. Bởi vì kinh phí dành cho công trình trồng rừng chỉ bằng một nửa so với việc xây dựng kè cứng. Cùng với đó, tính bền vững cũng là ưu điểm lớn của công trình dự án này. Những nơi nào mà bờ biển, bãi biển, lúc bồi, lúc lở, thì cái giải pháp gây bồi tạo bãi bằng cái giải pháp mềm thì nó rất là khả thi và đảm bảo cái yêu cầu cho cái rừng phát triển tốt để mà chúng ta có thể lấn biển để mà trồng rừng, để mà góp phần trong cái vấn đề khắc phục cái bảo vệ cái hệ thống đê cũng như khắc phục được những cái hiện tượng do cái biến đổi khí hậu cũng như nước biển dâng tác động vào cái khu vực nội địa của sản xuất của tỉnh Bạc Liêu. Các nhà khoa học đã chứng minh việc ứng phó với biến đổi khí hậu phải bắt đầu từ những giải pháp thích ứng và phù hợp với quy luật tạo sự cân bằng với tự nhiên. Tỉnh Bạc Liêu đã và đang làm theo quy luật trên, đó chính là bảo vệ, khôi phục rừng, trồng rừng để cây rừng đối phó với gió bão, sóng biển, chống sạt lở, bảo vệ đất ven biển và bảo vệ cuộc sống của người dân nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt.